Thời gian qua, cơ sở sản xuất đũa đước Chí Nguyện ở xã Diên An, huyện Ngọc Hiển đã tổ chức lại sản xuất, cải tiến quy trình, đầu tư nâng cấp về chất lượng, mẫu mã sản phẩm để tham gia chương trình OCOP. Và năm 2021, sản phẩm đũa đước của cơ sở đã được công nhận OCOP 3 sao của tỉnh, qua đó góp phần nâng cao giá trị và phát triển thêm thị trường tiêu thụ của sản phẩm. Các tỉnh lân cận như Cần Thơ, Bạc Liêu, nhưng mà nhiều nhất là ở Cà Mau. Ngày xưa là nghề này là nghề truyền thống ngày xưa, nhưng mà ngày xưa là do vót tay không à. Rồi thấy vót tay thì bà con tiêu thụ nó cũng ít, cho nên là mới nhảy sinh ra là làm cơ sở vót đũa đước, là sắm trang thiết bị để cho nâng cấp cái đũa đước lên. Trên địa bàn huyện Ngọc Hiển hiện có hơn 20 hộ sản xuất kinh doanh đũa đước, góp phần giải quyết việc làm cho khoảng 40 đến 100 lao động nhàn rỗi ở địa phương. Hiện nay, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh đang triển khai dự án xây dựng nhãn hiệu tập thể đũa đước Cà Mau. Đây là một trong các dự án thuộc chương trình xây dựng bảo hộ và quản lý phát triển cho các sản phẩm đặc thù và đặc sản ở địa phương năm 2021. Mục tiêu của dự án là xây dựng nhãn hiệu tập thể đũa đước Cà Mau để được bảo hộ nhằm nâng cao uy tín, chất lượng, giá trị sản phẩm, xây dựng quảng bá thương hiệu, xúc tiến thương mại, nâng cao thu nhập cho các hộ sản xuất kinh doanh. Thì bà con là nên là làm cái chứng nhận cái nhãn hiệu tập thể để bà con làm. Rồi từ cái chỗ đó cái phát triển cái làng nghề nó mới được tốt. Từ việc làm những đôi đũa bằng phương pháp thủ công, hiện nay các công đoạn làm đũa đước đã có một số máy móc hỗ trợ, vừa góp phần làm sản phẩm đẹp hơn, vừa tăng được số lượng sản phẩm cung cấp cho thị trường. Đây cũng là một trong những điều kiện nâng cao chất lượng thương hiệu sản phẩm, tạo nền tảng để sản phẩm đũa đước Cà Mau sớm được công nhận nhãn hiệu tập thể trong thời gian tới.